Chào mọi người. Châu Âu vào thế kỷ 17 là thời đại được cai trị bởi chế độ quân chủ lập hiến, quyền lợi nằm trong tay các tu sĩ và giới quý tộc. Giai cấp nông dân dù có tài thì cũng sống trong cực khổ. Để thoát khỏi tình cảnh này, chỉ có một cách là phát động đảo chính. Người dân Pháp đã tiên phong đứng lên lật đổ chế độ quân chủ, loại bỏ quyền thống trị của giới quý tộc. Các nước xung quanh lo sợ cuộc cách mạng sẽ lan tới mình, nên họ đã liên minh với nhau hòng dập tắt cách mạng Pháp. Bị cả châu Âu hội đồng, chính phủ mới của Pháp rơi vào tình thế ngặt nghèo. Nhưng đúng lúc này, một vị sĩ quan trẻ tuổi xuất thân nghèo khó, với tài năng của mình đã thay đổi toàn bộ lịch sử Pháp, cân cả châu Âu và đã trở thành một huyền thoại. Corsica, một hòn đảo nằm ở Địa Trung Hải thuộc Cộng hòa Genoa, vào năm 1755, cha của Napoleon, ông Carlo Bonaparte tham gia một cuộc cách mạng đòi độc lập cho Corsica do Paoli đứng đầu. Kết quả là Cộng hòa Corsica được thành lập. Ê Genoa, nợ của mày sắp đến hạn rồi, tính thế nào? Vậy để em bán đảo Corsica này cho anh để trừ nợ. Vậy là hiệp ước Versailles được ký kết. Pháp danh chính ngôn thuận xâm lược Corsica, sáp nhập thành một tỉnh của mình vào năm 1769. Paoli thì bị lưu đày. 6 tháng sau thì top 1 server EU tương lai chào đời, Napoleon Bonaparte. Được sinh ra vào thời Pháp xâm lược, từ nhỏ Napoleon đã mang trong mình tình yêu thương với quê hương Corsica và ghét Pháp. Cơ mà bố của Napoleon, hiện là luật sư kiêm nguồn thu nhập chính của gia đình, đã sớm chấp nhận quyền cai trị của Pháp để được thăng tiến. Điều này đã dẫn đến sự khắc khẩu giữa hai cha con. Mày lại cãi bố à? Lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của mẹ cùng với quan hệ thân thiện của cha mình với chính phủ Pháp, Napoleon có cơ hội học tập lớn hơn so với những người trên đảo thời đó. Tháng 5 năm 1779, ông cùng anh trai của mình là Joseph Bonaparte được ghi danh vào trường học quân sự Pháp. Do chất giọng đặc trưng của người Corsica, Napoleon thường xuyên bị bạn bè trêu chọc bắt nạt. Mà các bạn biết đấy, Napoleon sẵn cũng là một đứa trẻ ngỗ nghịch, nên là bất nghịch ngu nha mấy đứa. Khoảng thời gian bị cô lập, Napoleon chỉ cắm đầu vào việc học. Giáo viên giám thị cũng đã nhìn thấy được tiềm năng vượt trội của ông. Thầy thấy em rất giỏi toán địa, vậy mong muốn của em sau khi ra trường là gì? Dạ, mục tiêu của em chính là xin vào viện hải quân ạ. Nhất định em sẽ là một thủy thủ xuất sắc. Yeah. Sau khi tốt nghiệp, Napoleon Bonaparte đã được chuyển đến học viện quân sự ở Paris. Chào mừng chú đã đến với trường sĩ quan pháo binh. Trái với nguyện vọng, ông được đào tạo để trở thành một sĩ quan pháo binh. Trong thời gian đang học tập ở trường, ông bất chợt nhận được một tin dữ. Cha của ông đã bị đưa về nhà tang lễ do ung thư bao tử, để lại một gia đình sống trong eo hẹp. Napoleon buộc phải hoàn thành khóa học 2 năm trong 1 năm. Năm 1785, ông tốt nghiệp khi chỉ mới 16 tuổi với hàm thiếu úy, phục vụ ở một trung đoàn pháo binh. Cơ mà cũng chỉ là một sĩ quan quèn cấp dưới. Lương lậu thì gửi về gần như toàn bộ cho mẹ và các em ở quê Corsica. Vì vậy, Napoleon muốn có nhiều địa vị tiền tài hơn. Thưa đô đốc, em muốn đề xuất thăng hàm ạ. À, nhìn hồ sơ của chú em có vẻ khá sáng lạng đấy. Thế bố cậu là ai? Dạ, bố em là quý tộc. À, thế chú may mắn đấy. Thế quý tộc vùng nào? Ở Corsica. Xã hội phong kiến Pháp quá kìm kẹp giai cấp thứ ba như Napoleon. Cho dù bạn có tài năng thì cũng không thể thăng tiến được so với những người có xuất thân quý tộc. Làm sao để thoát khỏi cảnh này đây? Dễ thôi, chỉ cần thay thế chính phủ cũ là xong. Bằng cách nào? Bằng cách mạng. Vào năm 1789, một Bastille bị phá hủy, người dân tràn vào cướp vũ khí, bắt đầu cuộc cách mạng tư sản Pháp, hứa hẹn sẽ loại bỏ quyền thống trị của giới quý tộc nhằm cho xã hội bình đẳng hơn. Nhận ra cuộc cách mạng này chính là cơ hội đổi đời, nên Bonaparte đã xin nghỉ phép 2 năm ở Corsica, biết đâu lại có khả năng thăng tiến ở quê nhà. Còn ở Pháp thì cuộc đảo chính đã thành công, vua Louis XVI bị xử chém, nền phong kiến sụp đổ và nhà nước Cộng hòa được tuyên bố thành lập. Cựu lãnh đạo đảo Corsica, Paoli, được chính phủ mới cho phép trở về quê hương của mình. Mới đầu, Napoleon muốn phục vụ cho ông ta, nhưng mà cha của mày không trung thành, ba phải theo Pháp, nên tao cũng đếch tin mày và cả gia đình mày. Bị gạt bỏ khỏi quê hương, năm 1792, Napoleon thất vọng đưa cả gia đình mình đến Pháp. Ông được chính phủ phong làm trung úy ở một trung đoàn pháo binh. Thời điểm này, Napoleon tham gia phái Jacobin, một nhóm chính trị cực tả, khủng bố những ai họ cho là phản cách mạng. Nhìn chúng bay là tao biết chúng mày theo Bảo Hoàng rồi. Làm gì có, các người dựa vào đâu mà nói vậy? Ông bà tổ tiên tao mách bảo thế. What the f... Quay trở lại với châu Âu thì... Ê tụi bay, chế độ quân chủ Pháp sụp đổ rồi. Nếu như cách mạng mà lan đến đây, bọn dân bắt chước nổi loạn thì giới quý tộc của chúng ta sẽ mất đi quyền lực. Thế thì gay quá, phải làm thế nào đây? Trước khi nó lan tới đây, chúng ta phải can thiệp dập tắt nó. Nhất trí.
về liên minh thứ nhất chống Pháp được thành lập bao gồm Anh, Thánh chế La Mã Thần Thánh, Phổ, Tây Ban Nha và một vài nước nhỏ khác. Cùng lúc này ở trong nước, chính phủ mới cũng đang phải đối mặt với một số cuộc nổi dậy của phe Bảo Hoàng chống lại Cộng Hòa, tức là phe ủng hộ nhà vua về chế độ quân chủ. Thưa ngài, phe Bảo Hoàng ở thành phố cảng Toulon đã nổi loạn và mở toang cửa cảng cho hạm đội Anh vào chiếm đóng rồi ạ. Cái gì? Cảng đó là cảng quân sự duy nhất của chúng ta ở phía nam, nhất định phải giành lại được nó. Ngay lập tức, quân đội Pháp chuyển hướng sang vây hãm thành Toulon. Tuy nhiên họ có một vấn đề. Sau cách mạng, các tướng lĩnh thuộc quý tộc trung thành với vua đã đào ngũ, quân đội Pháp rơi vào tình trạng thiếu lãnh đạo trầm trọng. Lúc này thì tiêu chí lòng trung thành được xem xét. Thế là họ đã cử tướng Jean-François Cato, một họa sĩ từng hoạt động cách mạng, chưa qua huấn luyện quân sự, chỉ huy vây hãm thành Toulon. Ơ, thế ta ở đâu? Đây, ông chú cứ bình tõm. Một sĩ quan pháo binh dưới quyền chỉ huy của ông ta đã bị thương trên đường tới Toulon. Anthony Saliciti, phó chủ tịch Viện Quốc ước người Corsica, đã đề xuất đồng hương Napoleon thay thế. Giờ thì ông chú tại nguyện rồi nhá. Chiến trường lúc này, quân Pháp đang bao vây cảng. Nhưng bạn biết đấy, tướng Cato chỉ là một họa sĩ và không có kinh nghiệm trận mạc, mà thành Toulon lại khá chắc chắn, nên ông ta chỉ vây hãm chứ hoàn toàn bế tắc trong tấn công. Còn Napoleon khi tới chiến trường đã nhìn thấy một cơ hội chiến thắng. Vậy thì trình bày kế hoạch của cậu xem nào. Dễ thôi, chúng ta sẽ cử 3.000 quân bất ngờ đánh chiếm đồi pháo phía nam và dùng những khẩu pháo ở đó phơ hết hạm đội tàu kẻ thù trong cảng. Hay lắm, ta đồng ý. Thời cơ đến rồi, 3.000 quân theo ta. Cho 400 quân thôi. Hả? Dĩ nhiên, 400 quân của Napoleon bị bắn cho tung đít. Không làm gì được cấp trên thiểu năng, Napoleon Bonaparte phát bực vì bất lực. Thưa ngài, có thư của Napoleon gửi từ tiền tuyến. Thế à, cậu ta viết gì đấy? Dạ, cậu ta viết là chỉ huy của các người ở đây như lộn. Thế là chính phủ đã phản hồi thư của Napoleon bằng cách gửi Dugomir, một sĩ quan cấp cao tới thay thế Cato chỉ huy. Và ông ta cũng đã nhìn thấy tính khả thi trong kế hoạch của Napoleon. Sao sáng kiến hay thế này mà mày không chấp nhận hả thằng ăn hại? Ngài trông chờ gì ở một họa sĩ tòa án ạ? Vậy là Bonaparte được ông ấy thăng hàm thiếu tá và trực tiếp triển khai kế hoạch. Chiến lược vẫn như cũ nha. Nhưng mà sau đợt tấn công vừa rồi, quân liên minh đã dựng hàng rào, bổ sung thêm nhiều phụ kiện hỗ trợ đầu thai hàng khủng, củng cố hàng phòng thủ rồi ạ. Mặc dù quân số của Napoleon đông hơn, nhưng phe liên minh có lợi thế về khí tài và hỏa lực. Yếu tố bất ngờ đã không còn, vì vậy ông cần một lợi thế. Và lợi thế ấy phải giúp ông tận dụng được thế mạnh quân số. Cái gì đấy? Mưa à? À đúng rồi, mưa rồi, dậy chiến nào các ông cháu ơi. Sao không để tạnh mưa rồi hãy đánh thưa ngài? Để tạnh mưa thì hỏng hết. Tự nhiên mỡ lại dâng miệng mèo thế này. Để ta bán cho chúng một tấm vé Isekai. Cơ mà sao không bắn được? Trời mưa sao đánh lửa được mà bắn? Các cháu vào nhầm phòng chơi dao rồi mấy con rời. Xin vĩnh biệt cậu. Lợi dụng tấn công khi mưa bão, quân Pháp chỉ với lưỡi lê và báng súng đã đánh bại toàn bộ quân Anh ở đồi pháo. Sau đó, Napoleon Bonaparte cho bố trí các khẩu pháo hướng về thành Toulon. Ngài không sao chứ ạ? Suýt nữa thì lịch sử bị thay đổi thôi. Tạnh mưa rồi, khai màn thôi các em. Ơi, lâu lắm rồi mới được tận hưởng không khí ấm áp của vùng biển Địa Trung Hải này. Mà giá như trời đẹp hơn thì ai biết mấy. Ồ, ở đâu như bồng lai tiên cảnh thế này? Chào mừng đến với thiên đường. Ơ, lý do gì mà ta lại ở thiên đường? Nguyên nhân của ngài là do tác động vật lý từ một quả cầu bằng chì rất to và bự. Cái gì? Bị ăn pháo ngập đầu, phe Lincoln không còn cách nào khác, bèn phải rút về cảng và tháo chạy trước hỏa lực của Napoleon. Giỏi lắm chàng trai, đúng là tuổi lùn tài cao. Dựa vào chính tích Toulon, từ giờ cậu sẽ được phong hàm thiếu tướng. Sao lời khen này ta thấy không lọt lắm, mà về cơ bản thì ngài đã được thăng chức rồi đấy. Ờ nhỉ. Yeah. Năm 1793, phái Jacobin mà Napoleon tham gia lên nắm chính phủ, mở ra một thời kỳ bắt bớ vô cớ và hành quyết đẫm máu trên toàn nước Pháp. Cũng chính vì vậy mà năm 1794, phái Jacobin bị lật đổ, hội đồng đốc chính lên nắm quyền. Napoleon bị bắt giam hai tháng do liên quan đến phái Jacobin. Năm 1795, này Bonaparte à, phe Bảo Hoàng đang làm loạn, cậu nhận chức tư lệnh bộ binh tới đó dẹp loạn nha. Nhưng mà em đang là tướng pháo binh, nhận chức tư lệnh bộ binh khác gì giáng chức ạ? Ta thích vậy đấy. Vậy là Napoleon đã giả ốm để từ chối nhận chức. Cũng vì vậy mà ông đã bị gạch tên khỏi danh sách tướng chính quy. Nhưng vận rủi này cũng không kéo dài lâu. Sau đó một tháng, phe Bảo Hoàng nổi loạn ở Paris.
Nhờ dấu ấn trận Toulon nên hội đồng đốc chính liền bổ nhiệm Bonaparte chỉ đạo pháo binh dập tắt cuộc nổi loạn của phe Bảo Hoàng. Hay lắm chàng trai, từ giờ cậu sẽ được chúng tôi bổ nhiệm làm cố vấn quân sự, kèm tăng lương và thăng cậu lên làm trung tướng. Yeah! Tranh thủ lúc đang có tí phim, Napoleon bắt đầu sự nghiệp phi công trẻ bằng cách đi cua những tú bà, hòng để giao lưu với giới quý tộc Pháp. Và ông đã có một chuyện tình đầy nước mũi với một tú bà quý tộc tên Josephine. Chuyện là sau vụ bạo loạn, chính phủ ra lệnh tịch thu toàn bộ vũ khí của người dân để bảo đảm an ninh. Trong số đó có bảo kiếm của Bahamas, người chồng quá cố đã bị xử tử trong cuộc cách mạng Pháp của Josephine. Trong một vài lần gặp mặt xin Napoleon trả lại thanh kiếm, ông đã phải lòng bà ấy. Josephine, một tú bà bị góa, single mom, nợ nần chồng chất, ăn chơi bất biến, rượu chè vô biên, kiểu này có bột mì nữa chắc bà sống như thần tiên luôn. Mặc dù không hứng thú với Bonaparte, nhưng do biết ông ấy đủ khả năng xử lý đống nợ nần của mình nên cũng đồng ý làm vợ ông. Vậy là một đám cưới đã diễn ra trước sự phản đối của gia đình nhà chồng. Mẹ của Napoleon không thể hiểu nổi sao con trai mình lại mặn như vậy. Hai ngày sau lễ cưới, Pháp bắt đầu tuyên chiến với liên minh thứ nhất. Napoleon chào tạm biệt vợ của mình và lên đường tham chiến. Mà trong lúc vắng nhà, Josephine đã âm thầm cải thiện chiều cao cho ông khi NTR với một sĩ quan trẻ tên là Hippoly. Mà ghét ra ba này sang một bên, quay trở lại chiến trường. Mới đầu Pháp bị liên quân áp đảo, nhưng sau lệnh tổng động viên, họ đã dần chiếm ưu thế ở khu vực phía Bắc và cũng như truyền bá tư tưởng cách mạng ở các vùng chinh phục được. Thấy Pháp quá bá đạo, Phổ Ký hòa ước Basel, nhường một phần Tây Đức cho Pháp rồi sùi khỏi liên minh. Ngay sau đó, Tây Ban Nha cũng ký hòa ước quay xe liên minh với Pháp. Mùa đông năm 1795, chính phủ lên kế hoạch cho ba hướng tấn công vào thủ đô Vienna của Áo nhằm loại thánh chế La Mã ra khỏi cuộc chiến. Ai sẽ chỉ huy đạo quân phía Bắc? Tôi. Ok, Jordan đi. Ai sẽ chỉ huy đạo quân trung tâm? Tôi. Mời Morrow. Còn ai sẽ chỉ huy đạo quân phía Nam? Tôi. Yes, cuối cùng ta cũng được thân chinh ra trận. Nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội thăng tiến này. Cái gì đây? So với hai đạo quân hùng hậu tinh nhuệ ở phía Bắc thì Napoleon chỉ nắm trong tay một đạo quân phụ, vô kỷ luật, mất hết nhuệ khí, nghèo rách, thiếu trang bị cùng với mục tiêu chỉ là đánh lạc hướng. Và ông sẽ phải giải quyết hết mớ vấn đề này để cầm chắc chiến thắng. Mới đầu do Napoleon chỉ mới 24 tuổi, quá trẻ nên đã gặp những bất bình từ những sĩ quan cấp dưới. Tao không muốn phí mạng ngoài chiến trường dưới một chỉ huy hỉ mũi chưa sạch như mày. À, các ông có thể nói lại lần nữa không? Dạ, ngài là một vị tướng thiên tài đẹp trai đệ nhất vô địch vũ trụ ạ. À, phải thế chứ. Tái tổ chức kỷ luật quân đội. Check. Tự thiết lập tuyến đường hỗ trợ trang bị từ hậu phương. Check. Sử dụng những bài phát biểu để động viên tinh thần binh sĩ. Check. Năm 1796, khi mùa đông đi qua nhường chỗ cho những tia nắng mùa xuân, Napoleon Bonaparte bắt đầu dẫn đạo quân của mình vào Ý. Trong khi hai đạo quân tinh nhuệ phía Bắc đang bị Áo cầm chân, thì Napoleon ở phía Nam đã xẻ đôi liên quân loại Sardinia Piedmont ra khỏi cuộc chơi, buộc quân Áo phải tháo chạy đến thị trấn Lodi. Và tại đây, trận Lodi nổi tiếng chính thức khai màn. Quân Áo ở bờ bên kia nã pháo phòng thủ cây cầu duy nhất dẫn vào thị trấn. Bằng cách sử dụng pháo binh áp chế ngăn cho kẻ địch không phá cầu, ông đã lệnh cho hàng ngàn quân liều chết xông qua. Quân Áo không thể chống cự mà tiếp tục rút lui. Vậy là miền Bắc nước Ý đã rơi vào tay Napoleon. Xin chào người dân Ý, mình là Napoleon và mình tới đây để truyền bá tư tưởng cách mạng. Yeah, hảo. Quá tuyệt vời luôn. Ngoài ra còn luộc hết tài sản của các bạn nữa. Adu. Trước khi rời đi, ông đã cho lính của mình khoáng hết những thứ có giá trị gửi về mẫu quốc. Nhờ như vậy mà đội quân của Napoleon đã được trả lương hậu hĩnh, qua đó cải thiện được vấn đề tài chính cho binh lính. Check. Lúc này thì giáo hoàng Pio VI lại ra sức ủng hộ Áo, nên Bonaparte liền dẫn đạo quân của mình vào tòa thánh. Cuộc hành quân của ông vào Roma đã khiến cho giáo hoàng phát mồ hôi lạnh. Ông cháu à, mình là đồng đạo mà, hay là chúng ta ôm nhau cái giảng hòa đi. Được thôi, với một điều kiện, ông phải giao nộp một mớ tài sản có giá trị cùng với một phần lãnh thổ cho Pháp. Cái gì? Đồng ý không? Ừ thì đồng ý. Giải quyết xong giáo hoàng, Napoleon tiếp tục tiến quân thẳng vào Vienna. Quân Áo không thể chống nổi, đành phải cầu hòa. Hiệp ước Leoben được ký kết dưới sự giám sát của Napoleon. Vậy là chẳng cần binh hùng tướng mạnh, ông đã loại cả thánh chế La Mã thần thánh ra khỏi cuộc chiến. Khi trở về Pháp, một vài tờ báo đã ca ngợi thành tích chiến trường của Napoleon, nên ông được tất cả người dân chào đón ca ngợi như một anh hùng. Thấy Bonaparte bắt đầu lên xu hướng, chính phủ lo sợ sức ảnh hưởng của Napoleon sẽ lớn hơn mình, nên đã tăng độ khó cho game bằng cách dẫn quân đi bụp nước Anh nhá. Nhưng mà hỏi quân Pháp hiện giờ làm gì đấu được với hải quân Hoàng gia Anh? Thế thì phải làm sao?
Hay là chúng ta chuyển mục tiêu sang đánh chiếm Ai Cập, ngăn chặn tuyến đường mậu dịch của Anh tới Ấn Độ, qua đó gây thiệt hại kinh tế cho chúng. Tụi bay thấy thế nào? Dù sao cũng đẩy được hắn ra khỏi Pháp. Ok, bọn ta đồng ý. Tháng 5 năm 1798, xuất phát từ cảng Toulon, ông mang theo 30.000 lính cùng các nhà học giả đi cùng. Nhưng mà chúng ta đi đánh trận mà, mang theo các nhà học giả làm gì thưa ngài? Tất nhiên là để khám phá kim tự tháp. Sau khi trở về, với những phát hiện của mình, ta sẽ trở nên nổi tiếng. À, ra là vậy. Cuộc hành trình của Napoleon được giữ bí mật về điểm đến, nên Hải quân Anh mặc dù biết Napoleon có một chuyến viễn chinh nhưng không hề biết đó là đâu mà đón đầu. Ngày 10 tháng 6 năm 1798, Napoleon chiếm đảo Manta. Ngày 1 tháng 7 năm 1798, đoàn tàu của Napoleon nổ súng xâm lược Ai Cập tại cảng Alexandria và đã kiểm soát hoàn toàn thành phố. Trên đường tiến vào Cairo, quân Pháp đã chạm trán với quân đoàn kỵ binh hùng hậu tinh nhuệ nhất của Ottoman. Nếu dùng đội hình hàng ngang thì sẽ bị kẻ địch xào nấu như thế này đây. Để đối phó với độ cơ động của kỵ binh, Napoleon cho sử dụng chiến thuật hình vuông rỗng, đại khái là sắp xếp đội hình thành bốn cạnh hình vuông bằng nhau, qua đó có thể phòng thủ từ mọi hướng. Chiến thuật bá đạo này đã hoàn toàn vô hiệu hóa kỵ binh của Ottoman, giúp Pháp tiến vào chiếm đóng hoàn toàn Cairo. Úi giời, easy game. Sau thắng lợi này, sự nghiệp của ta sẽ tiếp tục nở hoa. Nhưng mà khoan đã thưa ngài, em có một tin còn vui hơn đây ạ. Tin gì đây? Ngoài tin vợ của ngài đang ngoại tình ra thì Hải quân Anh do Đô đốc Nelson chỉ huy đã tới và đánh đắm hạm đội tàu của chúng ta rồi ạ. Người giỡn mặt cho ta đó hả? Hải quân Pháp nhận thất bại trong trận thủy chiến sông Nin. Cảng biển Alexandria đã hoàn toàn rơi vào tay Hải quân Anh. Bị chặn đường về Pháp, tháng 2 năm 1799, Napoleon Bonaparte mở một chiến dịch tấn công vịnh Haifa để mở đường. Mau tấn công pháo đài Aco cho ta. Có vẻ như chúng ta sắp thắng rồi thưa ngài. Mày còn đứng đó làm gì? Sao không xông lên? Bởi vì em đang mải ngắm những chiếc thuyền ngoài xa. Chú mày có vấn đề về quang học à? Do có sự tham chiến bất ngờ của Hải quân Anh cùng với quân lính đang bị dịch hạch, Napoleon đành phải cay đắng rút lui về Ai Cập. Và đây là thời điểm thích hợp để phản công. Yeah! 10.000 quân Ottoman đã bị Napoleon cho bay màu trong trận Abuki. Quay trở lại tình hình ở châu Âu thì... Ê tụi bay, tao đã kìm chân tên lùn ở Ai Cập rồi. Và đây là thời điểm thích hợp để đánh Pháp. Yeah boy! Liên minh thứ hai được thành lập. Lần này có sự tham gia của anh chàng to xác Nga ngố. Pháp đã bị buộc phải sấp mặt. Tuy nhiên, do không thể vượt qua được quân Pháp ở Thụy Sĩ, kèm theo bất đồng với Anh quốc, Nga dỗi rút khỏi liên minh. Nhận ra sự quan trọng của Napoleon nên hội đồng liền cho gọi ông trở về. Cơ mà Hải quân Anh đã kiểm soát hoàn toàn vùng biển nên mệnh lệnh đã không tới được Napoleon. Để xem tin tức hôm nay có gì nào. Phe liên minh thứ hai được thành lập và đang cho Pháp ăn hành. Oh shit. Dù không nhận được mệnh lệnh nào, nhưng ông vẫn giao lại quyền chỉ huy cho sĩ quan cấp dưới, rồi rong buồm bí mật trở về mẫu quốc. Về Pháp rồi, chúng ta làm gì tiếp thưa ngài? Đầu tiên là để ta về sửa lại cái nóc nhà đã. Napoleon về chất vấn người vợ, thấy Josephine cũng hối lỗi. Phần vì còn tình cảm nên Napoleon đã bỏ qua cho người vợ của mình. Còn tình hình chính trị ở trong nước thì đang rối ren. Chính phủ hội đồng đốc chính không được lòng dân nên đã dần mất đi quyền lực. Sau đó, ông gặp được hai chính trị gia là Joseph Sieyès và Pierre Roger Ducasse trong hội đồng đốc chính, cùng với em trai là Lucien Bonaparte, ủy viên thượng viện, thực hiện thành công kế hoạch lừa hội đồng đốc chính để phát động đảo chính không đổ máu. Napoleon dùng quyền lực của mình giải tán hội đồng, thay thế nền Cộng hòa bằng chế độ tổng tài. Theo luật thì sẽ có 3 tổng tài chính, nhưng với quân đội trong tay, Napoleon đã soạn thảo dự luật cho hai ông kia chức khác, đảm bảo việc bầu chọn bản thân lên làm tổng tài duy nhất, biến mình trở thành con người quyền lực nhất nước Pháp. Năm 1800, ông nắm một toán quân dự bị ra chiến trường. Quân áo nghĩ rằng Napoleon sẽ tập trung đánh họ Đức, chứ không điên khùng tới mức vượt qua địa hình chắc trở và cái lạnh băng giá trên dãy Alps để giải vây cho quân Pháp ở Bắc Ý. Cơ mà Napoleon kiểu, bố mày thích làm thằng điên. Thừa biết kẻ địch của mình sẽ nghĩ thế, nên ông đã chủ động vượt dãy Alps để tiến vào Genoa. Quần áo quá bất ngờ lại còn bị Napoleon chặn đường tiếp tế. Hoàn cảnh này bắt họ phải chiến đấu với Napoleon. Và trận Marengo nổi tiếng chính thức bắt đầu. Vào lúc 8 giờ sáng, quần áo vượt sông Bomida sang trao đổi chiêu thức. Ở giai đoạn đầu của trận chiến, do hơn một nửa quân số của Napoleon đang chặn các tuyến đường tiếp tế, nên quân áo đã tận dụng lợi thế quân số, nhận ra tình hình rất là tình hình, nên ông đã tổ chức rút lui. Đến chiều thì Napoleon huy động đủ số quân tới chiến tiếp. Lần này ông đã sử dụng kỵ binh, thọc cánh trái, vòng ra phía sau đội hình kẻ địch rồi tóm sống tướng áo để uy hiếp. Mất chỉ huy, quân áo như rắn mất đầu và trận Marengo đã kết thúc với phần thắng thuộc về Napoleon. Còn ở mặt trận Đức, tướng Moreau đã giành chiến thắng, áo thất thủ, một lần nữa xin cầu hòa. Vậy là chỉ còn mỗi Vương quốc Anh còn tuyên chiến với Pháp. Năm 1801, Liên quân Anh và Ottoman đã tiêu diệt số quân Pháp còn lại và giải phóng Ai Cập.
và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tất cả sẽ có trong phần sau.